ngày sẽ quay, nhưng mà yêu em thiệt lòng. Vì vậy cho nên em phải cứ nó làm chồng. Làm gì mà phải ngại, mình đâu có sống sai. Tiền không xin của ai, bàn tay ta kiếm ra. Thằng chạy rai đơn nhưng mà tương lai mịt mờ. Nhiều thằng xa cơ bây giờ đang trên bàn thờ. Mà em có biết đâu, nhìn y như che châu. Làm ăn đâu có lo, tiền mẹ cha nó cho. Em chê anh nghèo vì thằng này chạy xe quay. Lên xe anh đèo, bạn bè gì lì không hay. Đừng đòi hỏi quá cao, một ngày xe té đau. Chỉ cần mình có nhau thì dù nghèo cũng có sao. Anh kia xa chào tiền nhiều còn chạy rái đơn. Bao em xinh đẹp, nguyện cầu được gặp giống mơ. Cuộc đời chỉ biết chơi, là một thằng dở hơi. Càng chịu được gió sương, vì ở nhà mẹ rất thương à. Em luôn thắc mắc sao trai đẹp lắm thằng điêu. Đến bên nhau vì vật chất thì đừng mơ có tình yêu. Em là một cô con gái hám tiền của không chung tình. Thì làm sao mà em có thể bắt người ta phải thương mình. Xem lại mình có thiệt thương người ta không. Em mê tiền hơn mạng sống và chỉ thích được nuông chiều. Em thì biết tất cả mọi thứ nhưng mà lại không biết điều à. Buồn chi em vào đây xem thằng rải đâu. Mà em quen mấy tháng trước, hôm qua đang đi cùng ai. Bạn gái nó đêm không nắm trên bàn tay. Vậy mà tại sao em lại muốn lao đầu vào. Rồi ngồi tháng chắc trai và không tin thằng nào. Là do em ham thôi, lời yêu trên khóe môi. Vậy mà em cũng tin, giờ chỉ biết linh thinh. Tiền muốn tình nhưng đừng quên bản thân mình. Với thời buổi này đâu ai cho không thứ gì. Thằng chạy xe quay vẫn còn đứng ở đây. Cuộc đời lắm rủi may, thằng thánh đôi lúc cũng phải sai. Anh khóc như mưa đâu sẽ là người yêu em. Còn em thì làm trò cười cho người đời người ta xem. Vì thế nên em phải biết nếm chảy đắng trong tình yêu. Để em hiểu được cái cảm giác khi mà quen những thằng đẻo. Còn em cứ đi thả thính mấy thằng trẻ trâu nhìn muốn bệnh. Hay đi xe quay vậy đó nhưng mà tâm hồn nó tỉnh. Cuộc sống cần phải thông minh nhưng nuôi một lần thì cũng đáng. Lấy điều đó để làm kinh nghiệm cho dù có đau cũng phải gán. Em ước là đời của em giàu sang trắng màng tương lai ngày mai. Cầm tiền trong tay thì em chấp nhận cuộc sống mình sai. Thì phải có những hại do chính bằng tay mình làm ra mới hay. Vì cuộc đời này có nhiều mùi vị, hãy thử một lần để đắng cay.